Bạch sư, xin sư cho con hỏi quả báo của hành động vô trách nhiệm. Ví dụ một người tự tạo ra một việc bất kỳ nhưng lười biếng không làm trọn vẹn như hứa hẹn ban đầu và có ý để cho người khác làm, họ biết rõ điều đó vì lúc đó có lúc họ nói ra, đôi lúc bị nhắc nhở thì trách ngược lại các kiểu hoặc hung dữ. Con xin cảm ơn. Xin thưa là cái này nó rất là nhiều biến thể, mà tùy mỗi loại biến thể sẽ cho ra loại nghiệp khác nhau, cho nên là mình không có một cái công thức chung. Mà ở đây sư có hai cái biến thể được nhắc tới ở trong kinh. Một là trường hợp một vị tỷ kheo á, đi đường xa, bụi bặm, mồ hôi, mồ kê, dơ bẩn, thì vị đó đi đường xa về mệt, nằm trên một cái ghế dài, và thì cái bụi bẩn, dơ dái, mồ hôi, mồ kê nó dính lên trên ghế, nó hỏi vị đó đứng dậy. Nó tặc lưỡi, thôi kệ, để người khác làm, mình không có làm. Thì theo cách nói của vị là vô trách nhiệm đó. Thì do cái nghiệp đó đó, thì tức là mình để cho người sau họ gớm cái chỗ đó. Thì vị tỳ kheo đó sau khi thân ngoại mạng chung sanh làm con ngạ quỷ, là gọi là ngạ quỷ su chí lô má, tức là ngạ quỷ mình kim. Là sao? Cái con ngạ quỷ đó đó, cái lông nó đó, nó dài như là cây kim vậy đó. Bao nhiêu sợi lông nó dài như bấy nhiêu cây kim, và cái cây kim nó đâm ngược lên người con ngạ quỷ đó, và con ngạ quỷ nó rất là đau đớn. Là do năm xưa nó làm cho nó chỗ nó dơ bẩn, làm cho người ta khó chịu, thì nó sẽ rơi vào con ngạ quỷ mình kim. Thành ra đó, sư nói chùa mà có khả năng mai mốt sư đặt cái tượng, đặt cái tượng là tượng ngạ ngạ quỷ mình kim, để giống như là để nhắc nhở mọi người tới chùa nhớ làm cái gì cũng phải dọn, còn mình làm đâu mình bày đó, là mình ngó nó, mai mốt mình sẽ là nó đó, là cái con ngạ quỷ mình kim đó. Phải cẩn trọng cái đó. Cho nên là hôm mà cái khóa tu xuất gia gieo duyên ấy, lúc mà sư đi, sư thấy có người để cái đôi giày lên trên cái ghế là sư phải đi vô sư rầy liền. Sư rầy liền, sư nhắc nhở liền. Tại sao? Vì lòng bi mẫn. Sư biết là nếu như người đó mà không có dẹp liền cái đôi giày đó, mà lau sạch liền cái ghế đó, là kiểu gì nó cũng sẽ đi vào cái con ngạ quỷ mình kia. Mình thấy cái quả, cho nên là mình sợ giùm, mình nhắc nhở. Đó. Thành ra là phải cẩn trọng. Hay là có nhiều người có cái tật, cái ghế ngồi mà mình lấy ba cái dẻ chùi chân rồi các thứ dơ đó, mình máng lên trên đó. Cái chuyện mình máng thì sư không có nói, nhưng mà tới lúc mà mình dẹp á, mình có lau lại cho sạch hay chưa? Chưa lau là làm con ngạ quỷ mình kim. Cho nên sẵn là sư nhắc luôn, cẩn trọng với cái đó. Thành ra cái xào phơi đồ á, xào mà phơi y, tại sao hôm bữa sư rầy á, là tại vì cái xào đó là để phơi y, mà mình chơi mình lấy ba cái dẻ dơ á, mình máng lên trên đó, cái nghiệp không của nó chứ không phải chuyện chơi đâu. Rồi cái câu chuyện thứ hai là cái câu chuyện là hứa mà không giữ lời, tức là mình nói là để đó tôi làm, hứa mà không giữ lời. Thì ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn á, có một đoạn Ngài nói rằng á, khi mình hứa mà không giữ lời á, nó sẽ cho một cái nghiệp là sau này làm ăn cái gì cũng thất bại hết. Có những người họ làm ăn, cứ làm ăn là thất bại. Thì một, có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà một trong số những nguyên nhân đó là do mình hứa mà mình không giữ lời. Tức là mình hứa làm, mình không làm. Thành ra là có những người á, đi tới thưa với sư là: sư ơi, không biết tại sao con làm ăn cứ bị thất bại. Ảnh đòi cúng cái này cúng cái kia, sư nói không. Hoặc là có một cô á, cổ đi tới với sư, cổ nói: sư, bây giờ con làm ăn nó cứ bị thất bại hoài. Sư hỏi cô, hoặc là lúc tới khi anh sư cũng kêu là cái chú đó: quý vị nhớ lại lúc trước mình đã hứa cái gì mà mình chưa làm, đi làm liền.
thì đi làm, xong rồi quay lại đây. À, thì các vị đó chắc có lẽ là không vừa lòng với câu trả lời của sư, mà họ không hiểu sư nói là dựa trên kinh điển. Họ không vừa lòng với câu trả lời của sư cho nên là một đi không trở lại. Nhưng phải biết rằng khi mình làm ăn thất bại, phải xem coi mình đã từng hứa gì ở trong đời này chưa thực hiện thì phải đi thực hiện, rồi sau đó mới tính tiếp. Còn nếu không là mình không giải quyết được vấn đề. À, thì nó là hai cái kiểu mà gọi là mình gọi là vô trách nhiệm với cái ý, với ý thức ha, không có ý thức. Rồi, cho nên sư mới nói là có rất nhiều biến thể, phải cẩn, nó tùy trường hợp cụ thể ha. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.